vườn ruộng quê thắm tươi, bước chân xuôi về thôn xóm xưa, thoáng nghe chuông chùa vắng đường. Con lên chùa dâng hương, tiếng kinh thâm trầm sâu lắng, nghe thầy khuyên quá theo đường chân, mong dạy bảo. Anh Di Đà Phật, trước nhất thì quý bác cao niên giờ phút này thì theo đồng hồ của Thiện Hữu thì 12:10, quý bác nào mà đến giờ sổ số nghĩa là hết thuốc rồi, nhất là quý vị bị tiểu đường hay là bị cao huyết áp thì nhớ vô thuốc, uống thuốc chứ còn vô thuốc kẹp. Nhớ là chúng ta sẽ quay quần bên nhau với thầy Pháp Hòa và chư Công Đức Ni khoảng 20 phút để điều thứ nhất kính bạch thầy. Trong thời gian rất là ngắn ngủi, thầy đã mang lại cho đạo tràng Phật tổ nhiều niềm pháp lạc. Những bài pháp thoại của thầy đều xoáy sâu vào tâm thức của hàng Phật tử tham tu thật học, và thầy đã dẫn chứng những lời kinh Phật dạy cũng như chư tổ đã răn nhắc để cho hàng Phật tử chúng con biết được nẻo sáng đường lành để quay về với tự tâm chân tánh. Kính bạch thầy, dòng đời và thời gian thì cứ mãi tuôn trôi, và những tưởng là cái thời gian mà gần gũi bên thầy sẽ còn nhiều hơn nữa, tuy nhiên những giây phút ngắn ngủi ngày hôm nay phải nói là chúng con rất cảm động và thật sự biết ơn thầy đã thương mến hàng Phật tử và thương mến đạo tràng của Phật tổ, đã không quản Phật sự đa đoan cũng như là đường xá rất là xa xôi từ ở Canada rất là xa mà thân hành và có mặt Úc Châu cũng như là đến Brisbane. Đặc biệt là khi mà thời tiết nơi đây oi bức và nóng dần lên thì thầy là người mang lại cái nguồn tươi mát, và thầy đã vì Phật tử chúng con ban bố những lời pháp giống cũng như những giọt nước tưới mát tâm hồn của chúng con. Hy vọng là những lời pháp của thầy sẽ khai mở tâm hồn của những hàng Phật tử, và thật sự trong đó có Thiện Hữu. Mặc dầu Thiện Hữu gần gũi với quý Phật tử nơi đây, tuy nhiên vì là cái người cũng vụng tu và cũng không có khéo léo, cho nên cái ảnh hưởng về thân giáo nó không có nhiều, và thầy là một bậc thầy đã mang đến và mang cái hình ảnh về một bậc thầy khả kính chân tu qua thân giáo cũng như khẩu giáo và ý giáo của thầy. Kính bạch thầy, thì hàng Phật tử nơi đây là những người đa số là những bác cao niên và
quãng đời còn lại thì hướng Phật, tin chắc rằng là với hạt giống của Phật đã gieo trồng cùng với sự tưới tẩm những giọt nước thanh lương của Thầy sẽ làm bừng khai nơi đây những đóa hoa tâm, và sẽ làm nơi đây tại mảnh đất và xứ sở vốn dĩ thời tiết nóng bức và khó khăn sẽ lần hồi được mát mẻ, và mọi người đều hướng tâm Phật hướng đến giải thoát giác ngộ. Kính bạch Thầy, giờ phút này chúng con thay mặt cho toàn thể cư gia Phật tử nơi đây một lòng ngưỡng cầu thập phương Tam Bảo luôn gia hộ cho Thầy được pháp thể khương an, Phật sự cầu kiên thành, và mãi mãi là ngọn hải đông, và mãi mãi là ánh sáng, và mãi mãi là một bậc Thầy vân du đó đây thông dong trong cõi ta bà tạm bợ này để làm nhiệm vụ sứ giả Như Lai, tác Như Lai sứ, hành Như Lai sự. Nơi nào chúng sinh cần Thầy đến, nơi nào Phật sự cần Thầy đi, không quản gian lao, không từ khó nhọc. Đặc biệt là ở xứ lạ quê người, đặc biệt là ở Canada, nơi mà ngày hôm qua và hôm nay Thầy đã cho chúng con biết là cái lạnh nó còn băng giá hơn những gì chúng con tưởng. Nhưng mà Thầy bất chấp cái lạnh của thời tiết và bất chấp mọi điều khó khăn trước mặt, đã dựng xây và củng cố như phát triển những đạo tràng ở Canada cũng như ở Hoa Kỳ, và hy vọng nơi Úc Châu xa xôi này Thầy trong tương lai gần cũng như trong tương lai có được, Thầy sẽ sắp xếp thời gian để trở về đây, trở về nơi xứ sở này để tưới tẩm những hạt giống yêu thương, tưới tẩm những cây bồ đề để cho những cây bồ đề ngày hôm nay và mãi mãi về sau được đâm nhiều chồi nhánh và được xung xuê ra hoa kết trái. Kính bạch Thầy, một lần nữa chúng con xin thay mặt cho toàn thể đại chúng ở nơi đây cũng như những nơi khác thành tâm cầu nguyện cho Thầy lúc nào cũng sức khỏe và lúc nào cũng là một vị Thầy không có ngại ngùng khó khăn xa xôi, khi những Phật sự cần Thầy sẽ quan tâm và sẽ quan lâm để chứng minh, động viên, khích lệ và giúp đỡ về mặt tinh thần cho các đạo tràng, các nơi. Và trong lúc cung minh tiếp rước Thầy cũng như phái đoàn, quý ni sư, quý sư cô ở Melbourne cũng không sao tránh những cái lỗi lầm sơ sót, và cũng không sao những người Phật tử nơi đây vì còn vụng tu kém học, vì trong hành xử lời nói chưa có nhẹ nhàng giống như Thầy, cho nên nếu có điều gì xúc phạm đến Thầy, có điều gì làm cho Thầy trong một ký niệm không hoan hỷ, xin Thầy từ bi hoan hỷ và thứ tha, bỏ qua cũng như trái tim bao dung từ xưa cho đến nay của Thầy. Và giờ phút này thì kính thưa Thầy, quý Phật tử nơi đây, những người rất là có cái lòng thành cung kính Thầy, và như hôm qua thì có hai vị Phật tử đã cúng dường cho Thầy, thay vì quý vị Phật tử thì không có thuyết pháp được mà ca hát thì cũng chút, cho nên trong giờ phút này để cho nó thư thả thoải mái, và Thầy như nhiên bất động ngồi ở trên cũng như vị ni sư chứng minh
Thì bây giờ mời một Phật tử nam, mời Chánh Pháp Minh lên đây. Và cái không khí cho nó nhẹ nhàng ha. À, chú đứng đứng quay mặt là rồi cúng dường cho thầy ha, mong Phật. Này sao nhiều quá vậy? Con tắm này thầy. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý thầy và quý sư cô và quý đồng đạo, hôm nay có duyên lành gặp thầy, con xin hát một bài cúng dường thầy với tựa đề Bốn Niềm Vui Đạo Pháp, do nhạc phẩm nổi hát theo nhạc phẩm Nỗi Buồn Hoa Phượng của cố nhạc sĩ Thanh Sơn, thầy Thích Thiện Hữu diễn lời thành đạo. A Di Đà Phật. Thầy chuyển lời thầy chuyển thành lời đạo. Mỗi năm những khi đến chùa lòng vui sướng nhiều, đến đây tạo duyên phước cho ngàn sao, là nơi đất tốt gieo giống thương yêu, suối thiền từ nay thấm lòng, cội nguồn là đó chẳng không. Phát âm mái truyền người ơi nhớ hồi, gắng xiên tình tâm xó tan chẳng ai, lòng không tham liên ai tiếng đua tranh, hãy nhìn nhục quanh bãi thành, dường như sát pháo tan tầm. Phải trọn vẹn tình thương, chính dân muôn tâm lòng, để một tình thương pháp lữ, từ đây qua ngàn sao, hiến dâng cho đời sức sống, để ta bà mãi mãi bình yên. Tiếng kinh mát nhà vòng quang cõi đời, chuyện tâm người mẹ thoát nơi trầm luôn. Nguồn tâm thanh tốt đang phát phơ bay, cũng từ những giây phút này, còn đây trái tim xâm vầy. Những khi đến chùa lòng vui sướng nhiều, đến đây tạo duyên phước cho ngàn sao, là nơi đặt tốt gieo giống thương yêu, suối thiền từ nay thấm lòng, cội nguồn là đó chẳng không. Phát âm mái truyền người ơi nhớ hồi, gắn xiên tình tâm xó tan chẳng ai, lòng không tham liên ai tiếng đua tranh, hãy nhìn phục huynh bãi thầm, dường như sát pháo tan tàn. Phải trọn vẹn tình thương, chính dân muôn tâm lòng, để một tình thương vạn thương pháp lớn, từ đây qua ngàn sao, hiến dâng cho đời sức sống, để ta bà mãi mãi bình yên. Tiếng kinh mắt nhà vòng quang cõi đời, chuyện tâm người mẹ thoát nơi trầm luôn. Nguồn tâm thanh thoát đang phát phơ bay, cũng từ những giây phút này, còn đây trái tim xung vầy. Nguồn tâm thanh thoát đang phát phơ bay, cũng từ những giây phút này, còn đây trái tim chùm vầy. Nguồn tâm thanh thoát đang phát phơ bay, cũng từ những giây phút này, còn đây trái tim chùm vầy. À, quý vị thấy thấy hay không? Hay. Ca sĩ ca hay. Bây giờ cái thứ nhất á,
là xin bật mí một cái điều là ông Chánh Pháp Quang này đó, Chánh Pháp Minh là có một lần đi thi ở bên Paribas được đậu và được chọn, nhưng mà bên đó phai đau ra biết là ông có vợ ra người ta cancel. Cho những có vợ mà có vợ bốn con thật ra ném chút nữa là ông trở thành là ca sĩ nổi tiếng thế giới rồi đó. Bây giờ thì cũng có người ca sĩ cũng thứ dữ, cũng không thua gì Chánh Pháp Minh đâu. Thì thưa tất cả quý vị là bây giờ hôm qua thì cũng có hai người, một người ca cổ nhạc, một người người ca tân nhạc. Thì bây giờ là tân nhạc là ca trước, thì bây giờ tới cổ nhạc. Thì quý vị biết Tấn Tài không? Tấn Tài còn sống không? Thì đó, Tấn Tài mà còn sống á, là ông này không có cơ hội để mà ca. Nhờ Tấn Tài chết cho nên ông này không có cơ hội. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ chứng kiến không phải là Tấn Tài mà là Hai Tấn. Bây giờ mời Hai Tấn lên. Thấy ông này biết Hai Tấn rồi. À, mô Phật, tôi thầy, chào thầy Chẳng Như Cô. Dạ, cái này á, thì giọng cổ của sư phụ sáng tác về Phật, nhưng mà sư phụ á, thì sáng tác rất là hay, còn đại tử ca hay hay không là tại đại tử chứ không phải tại sư phụ. Là con khuyến cáo trước là tại vì con ca dở chứ không phải là sư phụ con sáng tác dở. Thành ra con xin ca bản là chỉ câu nhất niệm của sư phụ sáng tác. Chỉ câu nhất niệm tâm hồn thanh cao quán trình, thế gian vô thường hãy nương Phật Đà, chúng muôn tam giới tỏ sáng bao la, khắp trong vũ trụ sơn hà đại thiên vẫn đó tâm liên, từ trong chân như nơi Phật tâm tiên hiền, chẳng sanh chẳng diệt đó là chân tâm biến hóa vô biên. Nhân thế ơi chớ mãi đắm say trong sáu nẻo luân hồi khổ ly, mà hãy thành tâm trực kỳ tây phương chân cảnh chiếu màu. Trong giới địa ngục bản lai đừng để dính bụi trần, bố thí trường cái cao tâm thanh tịnh, phát nguyện làm lành chuyên niệm a di. Lòng ta thiết cầu Phật tổ từ bi, tâm thành khẩn nhờ Đức Di Đà tiếp độ. Niệm Phật là sống với bản tâm giác ngộ, là thể tánh thường hằng của từ bi hỷ xã. Cảm ơn con.
quyền vô giá, ngày tháng chuyên tu trong sáu chữ gõ gàng. Một đời giảng sanh là lập nguyện giải thoát luân hồi, dù chủ bao la chiếu cùng giáng lôi, khắp nẻo ta bà thông thấu lực đạo tứ sanh. Vì đại bi nên tính nguyện phụng hành, bồi phước đức trở về Tây Phương lạc quốc, tất cả chúng sanh vui niềm an dưỡng, nhờ Phật Di Đà lòng tha thiết dân trọn tình thương. Cái này thầy con viết là Lý Cú Là, nhưng mà con không biết lý gì đây để con ca gọi ra lý gì. Cái này là thầy con viết còn con mà khác. Nơi này là đất Tây Phương, mau về đây sớm hôm chiên cần dứt niệm tâm sạch trong, không những đóng chân thương thương đời nguyện dân thân, không bằng vốn thâm thân đáp đền ơn đức tự ân, không bằng vốn tham thân đáp đền ơn đức tự ân. Chư phụ con viết cho mấy người trẻ gắn tu nghe, để già là tu không có kịp nữa đó. Nhân thế ơi hãy thức tỉnh chiên tu, đừng để vô thường tự sanh dần giấc, đừng để bệnh già mới nhúc tâm niệm Phật thì ngày sau sẽ quá muộn. Mọi việc sẽ dễ dàng, ngài giữ giới nghe kinh niệm Phật, niệm tam thiền ba niệm nhất tâm, cõi Tây Phương Phật tánh chẳng dần. Giờ nhắm mắt quý ngài đưa tay tiếp cước, tròn một kiếp cõi Tây Phương quý hương, thoát khổ đau đóng bích cửa lần hồi. Câu số 5 ha, còn câu số 6 gắng nghe nghe chị khó. Con ca dở mà khó nghe quá ha. Vậy thôi gắng chút nữa nè, gắng nghe chút nữa. Áo thất bảo nước liên kỳ chính phẩm, thật trang nghiêm nơi cõi tình siêu màu. Lòng tâm thà là chánh pháp tâm sâu, tâm bát nhà chẳng giống cầu tự tâm, chuyên niệm Phật chẳng từ bi muôn hành, bỏ vọng trần để nhớ chữ Di Đà. Phật Đà ở tại tâm ta, chỉ trong nhất niệm Di Đà phong quang, hiện đời sẽ được bình yên, thế gian hạnh phúc đạo tràng thênh thang. Thứ nhất á, là quý vị thấy xưa nay đó chú Tấn là đi quả và gắn bó vui vẻ với tất cả mọi người nơi đây, nhưng mà quý vị chưa có biết là chú Tấn ca hay như thế đó phải không? Còn nhiều cái hay nữa. Cái hay á là vì chú Tấn là người phải nói là gốc người miền Tây, là con gái cá gô bỏ đi gỗ hết sức là gõ nhà. Thầy ơi, thầy hát mặt nha. Hôm nay thì như là Phật kính bạch thầy,
ngoài đài số 100, bữa nay xuất hiện đài số 500. Từ lâu đi quá rồi. Không thầy được bệnh đến nay mới lên là thấy đẹp quá trời, chùa nó đẹp quá. Giờ thì thật sự thì có những cái giây phút mà thầy ở đây đó, thì vì quý bác đa phần những vị cao niên và ở rất là xa, nhưng mà quý bác vì thương mến thiền hữu cho nên lúc nào cũng cận kề và hỗ trợ cả về mặt tinh thần lẫn vật chất. Quý bác ở đây thì hữu coi cũng giống như là những bậc phụ mẫu, và lúc nào chính vì vậy mà quý bác có những lúc thì dò đầu coi thì cũng như con. Thầy ăn nhất á. Và do vậy trong những giây phút như thế này thì tâm tình của những người con xa quê và tâm tình của những trái tim tình người càng ngày càng gắn dính và kết chặt. Và do vậy trong cái sinh hoạt tại nơi đây thì cũng có những giây phút vui vẻ, nhưng mà vui vẻ ở trong những cái tiếng cười rất là đạo vị và rất là hoan hỷ. Thì xin thầy cũng hoan hỷ chấp nhận cho tất cả những Phật tử nơi đây. Và giờ phút này thì bây giờ là 12:30 rồi, thì 12:40 rồi, thì một lần nữa xin thành kính tri tạ tấm lòng cao cả và trái tim từ bi của thầy đã vì tất cả chúng con nơi đây, cũng như cả ban bố những thời pháp hội rất là quý giá để cho chúng con lấy đó làm hành trang ở trên bước đường tu tập. Nãy giờ cái phần đó là phần của đệ tử. Dẹp ghế. Giờ tới phần sư phụ. Nãy đệ tử thì cầm giấy trắng, sư phụ thì màu hồng. Thầy ở đây nó là thầy là người đầu tiên đến đây để mà sinh hoạt và vui trong cái niềm vui đạo pháp với Phật tử nơi đây từ khi thiền hữu tạo dựng cái đạo tràng này. Và hôm nay thầy cũng là cái người đầu tiên mà ngồi đây lâu nhất để nghe mấy quý Phật tử nơi đây dâng những lời tra tấn, phải không? Thưa thầy, thiền hữu ở đây thì thứ nhất là trong cái không khí như thế này, mà thường thường thì cái tâm hồn nghệ sĩ nó lúc nào nó cũng cũng có cơ hội nó sinh sôi nảy nở, và mỗi lần mà gặp quý thầy là tự nhiên thiền hữu rất là vui. Bởi vì như hồi nãy thầy nói đó, không lẽ thiền hữu ở đây mà ngồi trong ngóc được, nó bữa nay thầy buồn quá. Thì thật sự cũng có lúc buồn dữ lắm thưa thầy. Nhưng mà buồn á thì không dám kêu, mà cũng không dám réo, mà cũng không dám gọi. Mà buồn thì chỉ cần lấy tờ giấy ra viết vài chữ trong cái tờ giấy nhỏ như thế này. Thì ngày hôm qua khi về, hôm qua có hình như cũng có tặng lại bài phải không? Bài thơ phải không? Cái đó là phần hôm qua. Bữa nay là phần khác, đúng không? Thì sáng giờ sáng á, khi vô ăn sáng rồi vô trong rồi cũng tự nhiên nghĩ đến cái
cái sự hiện diện của thầy và nghĩ đến Phật tử ngồi ở trên chánh điện, thì có làm hai bài thơ như thế này. Thầy kính dâng lên thầy. Thứ nhất là bài thơ năm chữ: Phật tử đầy chánh điện. Thấy Phật tử đầy chánh điện. Phật tử đầy chánh điện, lời pháp ai mang ra, trầm hùng và thấm thiện, chính thật thầy Pháp Hòa. Mà nói như ông đệ tử ông Tấn mới đó, mới câu một à. Đất trời nay tỉnh thức, cõi siêu thực xưng vầy, ô hay nguồn tâm đức, nhẹ như thoáng hương bay. Thầy an nhiên khai thị, như những hạt mưa phùn, cho tàn cơn mộng mị, để cuộc đời bao dung. Lời thầy sâu chất chất ngất, lan tỏa khắp ta bà, ôi hương thơm dịu mật, bật thành tiếng hoan ca. Này thì không biết là còn hơi dối chữ, để nữa ghi lại kỹ. Đây là bài thơ năm chữ, giờ tới thơ lục đục. Lục gì? Quá. Quá. Đây là nghe lại thầy thuyết giảng qua tới nay, và hôm qua thì ngồi ở trong này, nhưng mà những cái hạt mưa nó vẫn ngồi đây, mà thấy nhìn ra thấy cũng có những hạt mưa nó rơi nhẹ nhẹ. Thì bài này cũng kính tặng thầy: thảnh thơi dạo gót ta bà, pháp từ như ánh trăm ngàn sáng soi, ngồi đây ngắm hạt mưa rơi, nghe lời thuyết giảng đất trời ngân vang. Ô hay hạnh phúc muôn ngàn, trên ngôi chánh điện nghiêm trang diễm tuyển, đồng hương Phật tử thuận hiền, chúc thầy vững bước dạo miền nhất chân. Câu cuối này là tính ra, tại vì đồng hương Phật tử thuận hiền, chúc thầy vững bước dạo miền Tây Phương. Nhưng mà tại vì mong muốn, ai cũng mong muốn là thầy sẽ trở lại qua ở đây nữa. Thật ra thôi, không có cho thầy đi Tây Phương sớm. Thật ra là chỉ là chúc thầy vững bước dạo miền nhất chân. Nhất chân là cái tâm thể viên dung tròn đầy, và lúc nào thầy cũng tinh anh, và cái tâm hồn thầy lúc nào cũng sáng soi. Thì giờ phút này thì hai bài này cũng khép lại cái phần sinh hoạt trưa hôm nay, và bây giờ thì kính thỉnh thầy ra phía trước. Mà quý Phật tử nào qua tới nay mà chưa có chụp hình, có ai chưa chụp hình với thầy Pháp Hòa không? Hả? Có không? Rồi bây giờ người nào chưa có chụp hình với thầy Pháp Hòa thì xin ra phía trước này chụp hình với thầy Pháp Hòa. Và kính thỉnh chư ni cũng như quý Phật tử ra phía bên ngoài để dùng trưa. Và chiều nay xin thưa là chiều nay, trưa nay đó là 3 giờ là thầy sẽ ban bố một thời pháp tại tu viện Tường Quang ở Đà Ra. Và tối 6 giờ một thời pháp nữa tại tu viện Phật Đà ở Inala. Xin mời tất cả quý vị sắp xếp để mà có mặt trong những giờ phút đó, để cùng lắng nghe những lời pháp thoại của thầy A Di Đà Phật.
ấm những mảnh đời. Ôi những mảnh đời bất hạnh và khổ đau. Ôi những mảnh đời nhọc nhằn sớm tối gieo nèo. Ôi những con người tròn mang kiếp sống khó nghèo. Hai mắt rong vòng tay thương xót cho phần người, mang thân tật nguyện nuốt lệ vào trong tim. Coi cũng giữa đời nhạt nhòa nước mắt tuôn rơi. Em sống bên đời nào đâu có được tim cười. Hãy mở rộng vòng tay, ai ơi mở rộng vòng tay. Cứu giúp người cơ nhớ đoa đầy, cứu giúp người đau đớn thân gầy. Lời danh như bóng mây, lang thang bay chìm nổi. Chỉ có tình thương yêu ta để lại cho đời. Bao mảnh đời khổ đau, mang lấy thân phận nghèo. Không nơi nương tựa mong chờ lòng hảo tâm. Em bé nhóc nhằn lạnh lùng đôi rẽ co ro. Xin hãy thương người và xin mở rộng tấm lòng. Nguyễn Đức xin trân trọng kính gửi đến quý vị đại biểu, quý vị quan khách lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Xin tri ân quý vị đã đến với chương trình Chỉ Có Tình Thương. Sớm tối gieo nèo. Ôi những con người tròn mang kiếp sống khó nghèo. Hai mắt rong vòng tay thương xót cho phần người, mang thân tật nguyện nuốt lệ vào trong tim. Coi cũng giữa đời nhạt nhòa nước mắt tuôn rơi. Em sống bên đời nào đâu có được tim cười. Hãy mở rộng vòng tay, ai ơi mở rộng vòng tay. Cứu giúp người cơ nhớ đoa đầy, cứu giúp người đau đớn thân gầy. Lời danh như bóng mây, lang thang bay chìm nổi. Chỉ có tình thương yêu ta để lại cho đời. Hãy mở rộng vòng tay ôm ấp những mảnh đời. Ôi những mảnh đời bất hạnh và khổ đau. Ôi những mảnh đời nhọc nhằn sớm tối gieo nèo. Ôi những con người tròn mang kiếp sống khó nghèo. Hai mắt rong vòng tay thương xót cho phần người, mang thân tật nguyện nuốt lệ vào trong tim. Coi cũng giữa đời nhạt nhòa nước mắt tuôn rơi. Em sống bên đời nào đâu có được tim cười. Hãy mở rộng vòng tay, ai ơi mở rộng vòng tay. Cứu giúp người cơ nhớ đoa đầy, cứu giúp người đau đớn thân gầy. Lời danh như